Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Phân biệt sốt xuất huyết và sốt siêu vi. Sốt xuất huyết hay sốt siêu vi đều là những vấn đề sức khỏe phát sinh do virus xâm nhập vào cơ thể nên các triệu chứng bệnh rất dễ bị nhầm lẫn. Việc phân biệt sốt siêu vi và sốt xuất huyết có thể giúp bạn mau chóng có biện pháp điều trị phù hợp và kịp thời, từ đó nâng cao khả năng hồi phục sức khỏe. Ngoài ra, việc hiểu rõ những điểm khác nhau giữa hai tình trạng trên còn giúp phòng bệnh hiệu quả hơn. Nếu bạn chưa biết cách phân biệt sốt siêu vi và sốt xuất huyết, hãy tìm kiếm câu trả lời qua video dưới đây nhé. Sốt siêu vi là gì? Theo nhiều chuyên gia, thuật ngữ sốt siêu vi đề cập đến trường hợp nhiệt độ cơ thể tăng lên để kháng lại sự tấn công của virus. Phần lớn bệnh sẽ tự khỏi sau 3 đến 7 ngày nếu trẻ được chăm sóc và điều trị chu đáo. Vì sao trẻ bị sốt siêu vi? Sốt siêu vi là một dạng nhiễm trùng nên đối tượng dễ mắc bệnh nhất sẽ gồm những người có hệ miễn dịch yếu, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Ngoài ra, sức đề kháng của trẻ có xu hướng giảm khi thời tiết thay đổi đột ngột. Điều này tạo điều kiện cho các chủng vi sinh vật gây bệnh dễ dàng tấn công hơn, bao gồm cả virus. Do đó, giai đoạn giao mùa là thời điểm sốt siêu vi dễ bùng phát nhất. Sốt siêu vi hoàn toàn có khả năng lây lan từ người này sang người khác. Những con đường lây nhiễm phổ biến nhất gồm hô hấp, động tác ho hoặc hắt hơi của người bệnh có thể vô tình đẩy virus từ mình sang những người xung quanh. Các chủng virus lây truyền qua đường hô hấp thường là coronavirus và rhinovirus tiêu hóa. Một số virus cũng có khả năng tồn tại bên ngoài cơ thể bằng cách bám vào thực phẩm hay đồ uống. Ví dụ như norovirus hay enterovirus, việc dùng phải những thực phẩm ô nhiễm như vậy tạo điều kiện cho virus tấn công cơ thể và gây sốt. Thêm vào đó, trẻ còn có thể bị lây bệnh gián tiếp thông qua hành động tiếp xúc với vật dụng ở chỗ công cộng. Chẳng hạn như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, vô tình bị dính dịch chứa virus thông thường. Cơn sốt siêu vi có khả năng kéo dài khoảng 1-2 tuần. Trong thời gian này, bạn có thể bắt gặp một số triệu chứng như sốt rất cao theo từng đợt, thân nhiệt có thể lên đến 37, 38 độ C, thậm chí 40, 41 độ C. Một số trẻ gặp tình trạng co giật khi sốt cao. Trẻ bị viêm đường hô hấp trên với các biểu hiện ho, đau họng, sổ mũi. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Vùng đầu, mặt cổ có thể bị nổi hạch. Trẻ có thể bị viêm kết mạc như mắt đỏ, chảy nước mắt. Trẻ quấy khóc. Bệnh sốt siêu vi ở trẻ sẽ tự hết trong 7 ngày. Cách chăm sóc trẻ bị sốt siêu vi. Dinh dưỡng, cơ thể trẻ sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi bị sốt siêu vi. Nếu không cung cấp đủ dưỡng chất, cơ thể trẻ sẽ suy kiệt và tạo điều kiện thuận lợi hơn để virus tấn công dễ dàng. Do đó, bạn cần để trẻ nghỉ ngơi, khuyến khích trẻ uống đủ nước, nước trắng, nước trái cây, ăn những thực phẩm giàu vitamin C, cam, quýt, bưởi, ổi, probiotic, sữa chua, kim chi, dưa cải muối, protein, thịt, trứng. Nên ăn thức ăn dạng lỏng cho dễ tiêu hóa. Bù nước, sốt sẽ làm cho trẻ bị mất nước và điện giải, gây ra tình trạng mất cân bằng nước và điện giải. Bạn cho trẻ dùng dung dịch Orezon Hydride để bù nước. Đọc kỹ hướng dẫn pha trên bao bì và cho trẻ uống. Hạ sốt, nếu trẻ sốt cao, bạn chườm mát, lau người cho trẻ bằng nước ấm, không dùng đá lạnh để chườm. Bạn cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của bác sĩ, thường là uống paracetamol khi trẻ sốt trên 38 C để tránh co giật do sốt cao. Không cho trẻ uống liên tục hoặc quá liều, uống theo chỉ dẫn 4-6 giờ, lần liều 10-15mg trên kg. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Vệ sinh cơ thể trẻ sạch sẽ bằng cách tắm rửa hàng ngày, dùng nước muối natri chlorid 0.9% để nhỏ mắt mũi cho trẻ. Nếu trẻ sốt cao, co giật liên tục, bạn không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian tại nhà mà cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để xét nghiệm máu. Sốt xuất huyết là gì? Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây truyền căn bệnh cấp tính này là do mũi cái phần lớn thuộc nhóm ít aegypti và số ít còn lại ở mũi thuộc nhóm ít albopictus. Loài mũi này cũng chính là thủ phạm lây truyền bệnh sốt chikungunya, sốt vàng da và nhiễm virus Zika. Mũi ít aegypti là vật chủ lây truyền virus dengue. Virus truyền nhiễm vào người bệnh thông qua vết đốt từ loài mũi cái mang mầm bệnh. Sau thời gian ủ bệnh 4.10 ngày, mũi mang mầm virus có thể lây lan virus cho người trong suốt quãng đời còn lại của nó. Dấu hiệu nhận biết trẻ bị sốt xuất huyết, giai đoạn khởi phát bệnh trong 3 ngày đầu bị bệnh. Trẻ sẽ sốt cao từ 39 đến 40 C, trẻ cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, đau người và đau họng, ho, sổ mũi. Các triệu chứng trẻ bị sốt xuất huyết rất giống với sốt virus giai đoạn xuất huyết. Trẻ có thể giảm sốt nhưng cơ thể bắt đầu nổi các dấu hiệu xuất huyết do giảm tiểu cầu trong máu.
xuất huyết dưới da, cơ thể trẻ sẽ có các đốm xuất huyết dưới da, đồng thời da bắt đầu ngứa. Trẻ có thể bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, trẻ bị xuất huyết đường tiêu hóa như đi cầu phân đen, phân lẫn máu hoặc nôn ra máu, nặng hơn là xuất huyết não, xuất huyết trong ổ bụng gây nguy hiểm đến tính mạng. Giai đoạn hồi phục trẻ sẽ hết sốt, giảm ngứa và tiểu cầu bắt đầu tăng. Cách chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết: cho trẻ nghỉ ngơi tại giường, uống nhiều nước, có thể dùng dung dịch Orezon để bù nước. Kiểm tra thân nhiệt và theo dõi bé liên tục, cho bé ăn cháo, uống sữa hoặc súp, hạn chế gãi vì sẽ gây chảy xước da. Thay vào đó bạn dùng tay để xoa nhẹ, bác sĩ sẽ kê cho bé loại thuốc để hạn chế cơn ngứa. Song tình trạng chỉ giảm nhẹ chút ít, có thể trẻ sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu hơn, đêm không ngủ được vì người bị ngứa. Hạ sốt cho trẻ: khi trẻ sốt từ 38C, cho trẻ dùng paracetamol, uống mỗi 4-6 tiếng một lần. Liều từ 10-15mg trên kg, dùng khăn mắt để lau trán và nách cho trẻ, không dùng nước đá để chườm. Tuyệt đối không dùng aspirin hay ibuprofen vì hai loại thuốc này có thể gây viêm dạ dày, giảm kết tụ tiểu cầu, làm xuất huyết nặng thêm và hội chứng Ray ở trẻ em. Nên đi tái khám thường xuyên theo lời dặn của bác sĩ nếu trẻ có biểu hiện sốt cao, co giật, ly bì, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hãy đưa trẻ đi cấp cứu ngay để ngăn ngừa biến chứng sốt xuất huyết. Cách phân biệt sốt siêu vi và sốt xuất huyết sẽ dựa vào xét nghiệm. Cho trẻ đi khám bệnh ngay khi bạn thấy trẻ có biểu hiện sốt và làm xét nghiệm để xem là sốt siêu vi hay sốt xuất huyết. Xét nghiệm sốt xuất huyết gồm test dengue, công thức máu, số lượng tiểu cầu giảm, thể tích khối hồng cầu HCT tăng. Nếu bé bị sốt siêu vi, các chỉ số trên sẽ bình thường. Giai đoạn xuất huyết, trẻ bị sốt xuất huyết sẽ bị xuất huyết dưới nhiều hình thức: da, chân răng, dạ dày. Còn sốt virus không có biểu hiện xuất huyết. Cách để phân biệt sốt siêu vi và sốt xuất huyết là: với sốt do virus, bạn dùng tay căng vùng da bị xuất huyết, nốt ban sẽ biến mất. Với sốt xuất huyết, nốt ban sẽ không biến mất. Có thể nói sốt siêu vi là dạng chung của nhiều loại sốt do virus gây ra, như virus rubella, virus sởi, tay chân miệng hay virus dengue gây sốt xuất huyết. Để phân biệt sốt siêu vi và sốt xuất huyết hiệu quả, bạn đừng quên ghi vào cẩm nang sức khỏe những thông tin bổ ích trên nhé. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting, hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.